Rồi, giao lưu anh em, mai dừng chân dài, hàng xóm nó bú nha. Rồi, đó đã thước rồi. Rồi, chiều cao đó. Sĩ cho anh em chơi nha. Chiều cao 75. Rồi 75. Đó ngay được nụ bú nè. Nụ bú đó là 36. Nụ bú 36 nha. Quanh ngọn rồi. Ngọn. Ngọn nó là 11. Rồi. Đo gọn chậu rồi ha. Rồi gọn chậu nha nè. Gọn chậu. Dòng bây giờ dòng nữa cho anh coi coi. Số số mình đầu quả. Có đâu không? Khỏi luôn. Cây đúng rồi, bú đẹp chưa? Đây nè, sống bú đã nè. Cây đầu sạch sẽ nè. Để nó tạo đường cục nè, sống nè. Đây nè. Điểm lũ này nè em. Lũ này lũ lũ thép nha, lũ còn dày lắm nha. Lũ nó nằm ở trên nó cháy rừng á. Còn dày lắm nha. Không mỏng đâu. Dưới đây có đầu dẻ chính nè, là mấy đầu dẻ nhỏ nè. Rồi, cho anh em về tham khảo nha. Sưu tầm nha. Sưu tầm. Rồi, giao lưu anh em, mai dừng, chân dài, co lắc nha. Kệ này vô kia đá lấy dễ không hết rồi này mà. Nên yếu dễ thiếu nha. Co lắc cây này đẹp lắm. Dễ mập mập. Rồi quay ra mặt tiền đổi thước luôn. Anh em coi. Rồi. Rồi, đo ngay cái củ đây nè. Đầu củ rồi đẹp lắm. Ngay củ này 41. Củ 41 nha, hoành thăng ơi. Hoành thăng đó. Hoành thăng đó 31. Rồi mình thăng thôi, mình dễ đi, mình dễ. Mình cũng dễ. Đây ha. Đó, mình eo đó thôi. Eo đây. Mình eo đây là 25. Rồi mình eo 25 nha. Rồi đến ngang ngọn chậu đi, chiều cao đi. Chiều cao. Chiều bay dao. Cao được rồi. Chiều cao 78. Cao 78 nha. Rồi quay vào vòng lên. Sốn đã nha. Có hai đầu dễ anh em à. Cây yếu dễ nha. Kỹ vô đó. Đầu dễ chính là đầu dễ nhỏ này nè. Xoắn lắc đảm dễ mập mập nha. Em coi cái bệ ở đây nè. Xoắn nè. Cằn này đưa ra nè. Dốt lên đá, sẵn xuôi. Hàng vô đá không à. Lấy không hết dễ nha. Bọng này vô bọng cạn nha anh em. Bọng một xíu à. Chi này lũ xíu nè. Lan xuống nè. Nó đem thả cho em là trừ. Ok luôn à. Đây, giao lưu anh em, mai dừng thằng lắc lượng nha. Cây té hoài to cây nha anh em. Dễ ok nha. Rồi đó thước trước ơi. Thằng lắc lượng hoài thực tế đẹp lắm. Đó cạnh găng vuốt là đẹp đã. Quanh sắc đế luôn. Quanh sắc đế đây nè. Quanh sắc đế là 50. Quanh sắc đế 50 nha, mình thằng giữ. Con này con em. Mấy con nó nè, mấy con nó 46. 46 nha. Cây dốt ngọn nó đẹp lắm. Lượng lượng nó bay lên đẹp lắm nè. Ngon luôn. Ngon luôn. Ngọn luôn 33. Rồi, 33, chiều cao đối ngang rồi. Cây đẹp chiều cây nha. Chiều cao của nó là 1m40. 1m40 nha, cây nhiều dễ nha anh em. Đối ngang của nó là 68. Rồi, đối ngang 68. Bây giờ dòng cho anh em xem nè. Cây này nó nằm đá đè lên, nó bè cạnh được. Đá nha. Khí cạnh rồi đá. Dòng cho anh em xem. Mặt mà cũng đẹp hết nha. Xoắn nè. Găng nó lượng. Đá. Cây này dễ bao dễ luôn này mà. Đầu cổ sạch sẽ nè. Cây này nói chung là sạch sẽ hết nha. Đây nè. Cái này dựa vô đá nó bị lũ sơ nè. Không sao nha anh em. Nhỏ. Này mà. Còn cái bảng đó nè. Lượng nè. À. Lượng này nó xoắn nè. Nó sấy nè. Để nè nè nè. Cây này dễ thì ok. Bên này nó cũng bị vậy nữa nè. Chung mà bên này nó bị vậy nữa. Sắn qua nó bị bên này tiếp. Nè chỗ này đá nó đè xuống nè. Hai điểm chày nè.
Gậy thực tế ok, đẹp cây á, sẵn xuôi nè. Khí cạnh đâu không mà nha, đã. Đây có cái ẻ nè. Đây nè, cạnh nó ẻo lên đây, nó lượn lên đây nè. Đẹp cây nha. Lượn thiên nhiên luôn. Cạnh này cạnh khế luôn nè. Nó ép bên đây, nó ép bên đây. Đó. Cây thực tế đẹp. Đây, giao lưu anh em, mai dừng. Chừng dễ nó nộp xuống nó quắn đã này mà. Cây đẹp cây nha, hai nữa em quay lại cho anh em xem. Đổi thước trước đi. Dưới cơ quanh nghe cục u bú nè. Ở quanh ngang cục u bú ngang vai nha. Ngang vai u bú á, 33. 33. Quanh đâu quanh thăng nè. Đó, thăng đây. Quanh thăng đó nè. Quanh thăng đó là 37. Tối 27. Thăng 27 nha. Dốc ngọn nè. Dốc ngọn nó 20. Giờ cao rồi. Chiều cao. Chiều cao của nó là 58. Rồi để ngang. Để ngang. Cây có 4 độ dễ nha nè. Để ngang của nó là 46. Rồi để ngang 46 nha. Cây có 4 độ dễ nè. Vàng đế nè, nó nồm xuống quán dễ đã mà nè. Đẹp á. Cây này ngoài thực tế có duyên á. Sầu đít lên nó sống rồi. Đó nè. Rồi sao nó sống như bú rồi nè mà. Đây nè ha. Đít nè. Đã nha, cây sạch sẽ nha. Bên này có mấy cọng nhỏ đó nè. Bên này 2 dễ, bên này dễ là 4 dễ nha. Lưng của dễ bên này nó sống đã nha. Đầu cổ sạch sẽ nè, đầu dốc ngọn nhỏ đẹp. Đó.